thường nếu có dịp ghé thăm Las Vegas, xin nhớ là từ này đã có ly sandwiches sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24 với bánh mì bóng giòn từ Việt Nam hay mềm mại như croissant của Pháp. Và đến ly sandwiches mà không thưởng thức một ly cà phê sữa thì quả là thiếu sót. Ngoài ra còn có đủ các loại thức ăn chơi, ăn vặt, dao ua, khô bò và nước uống giống y như tại các chi nhánh của ly sandwiches. Đặc biệt là tại Las Vegas còn có thêm các loại chè mà quý bà quý cô rất mê. Nếu ăn tại chỗ mà chưa đã thèm thì có việc mua thêm đem về khách sạn hay nhâm nhi trên xe. Ly sandwiches Las Vegas trên đường Spring Mountain bên cạnh về khách sạn hay nhâm nhi trên xe. Ly 319999 bảy Spring Mountain bên cạnh về khách sạn hay nhâm nhi tại khu resort khách sạn của bạn. Nếu có dịp ghé thăm Las Vegas, xin nhớ là từ này đã có ly sandwiches sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24 với bánh mì bóng giòn từ Việt Nam hay mềm mại như croissant của Pháp. Và đến ly sandwiches mà không thưởng thức một ly cà phê sữa thì quả là thiếu sót. Ngoài ra còn có đủ các loại thức ăn chơi, ăn vặt, dao ua, khô bò và nước uống giống y như tại các chi nhánh của ly sandwiches. Đặc biệt là tại Las Vegas còn có thêm các loại chè mà quý bà quý cô rất mê. Nếu ăn tại chỗ mà chưa đã thèm thì có việc mua thêm đem về khách sạn hay nhâm nhi trên xe. Ly sandwiches Las Vegas trên đường Spring Mountain bên cạnh phở Kim Long. Điện thoại 702-331-9999 702-331-9999. Ly sandwiches Las Vegas hân hạnh đón tiếp quý khách. Xin được kính chào khán giả đang theo dõi chương trình bản tin cuối ngày của Hồng Việt TV. Và như thường lệ, chương trình sẽ gồm có 3 phần tin quốc tế, tin Việt Nam và tin Hoa Kỳ. Thanh Mai sẽ bắt đầu với phần tin quốc tế. Thủ tướng Ai Cập đến Gaza nhưng triển vọng ngưng bắn sụp đổ. Ai Cập đã cố gắng mở một cánh cửa nhỏ xíu cho ngoại giao khẩn cấp để